Dạ con xin kính chào cô chú, con chào cả nhà. Ngày mới con xin kính chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cô chú thấy ai đây không cô chú? Phong cảnh khác rồi cô chú ơi. Hôm nay con đi bán buổi sáng thì con có dắt ốc tiêu cho nó ra ngoài chợ nó chơi chứ con. Đó tại từng mấy anh chị như Ly tỷ muội rồi ra ngoài chợ hết rồi, có ốc tiêu mới ra được có một lần thôi cô chú. Ở nay cho ốc tiêu ra được lần thứ hai trong đời, ra bán phụ với chị hai. Nhân viên này đang được lau chân cô chú. Nhân viên này ở nhà đi vệ sinh nên chân nó hơi dơ, nên ra ngoài đây lau dọn lau cái chân cho nó sạch sẽ, chứ không bước vô cái sạp của con là gạch men đó cô chú, nó rất là dơ. Đó, lau sạch sẽ rồi bắt đầu cái ái xuống. Rồi cô chú thấy nó đó, thấy nó không? Ổng lau chân nó mà cái mặt nó thấy ghét, ghê chưa cô chú? Đó, cái nhìn cái mặt của nó đó, chịu nổi đâu cô chú. Nhân viên cái này cười không à. Và sau đây cô chú con ốc tiêu nó nịnh con này cô chú ơi. Ốc tiêu nó sợ quá đó cô chú, nó còn sợ lần thứ hai ra chợ chơi rồi, nhưng mà nó chưa có, còn mới có lần thứ hai nó còn mới chứ em nó còn sợ. Rồi hỏi đi sao ở ngoài. Thôi rồi biết rồi, ông cứ nhắc luôn. Họ xuống. Cái gì vậy? Tiêu, đúng không? Sao? Gì? Sao? Sợ quá đúng không? Cho tôi về đi. Về không? Có muốn đi về không? Cô chú thấy không, cái anh nhân viên rồi nè, ảnh lên ảnh bán dép mà ảnh cứ dựa rồi ảnh ấm ảnh ngủ miết à, xuống đây đào thải xuống bán quần áo. Cho anh nhân viên này xuống bán quần áo, tưởng sao cái trải thảm ra cái anh vô thảm anh nằm luôn. Nhân viên này cày với nhau giờ trừ lương nha, chứ ốm lại xíu. Mập quá làm không nổi. Mập quá làm không nổi thiệt cái chứ. Có mặt cái ghé không cô chú? Ốc tiêu. Nằm ở đây. Rồi từ rồi sẽ quen. Cháu cũng nhừ. Ly tỉ muội rồi, biết rồi đó, biết ra chợ này giống như là ăn cơm á. Rồi mà ẩu mới ra có lần thứ hai à. Mẹ nó xuống sập mẹ, cái nó bự ra xíu, cái nó nằm nó duỗi dò rồi kìa. Nó xuống đây nó nằm nó duỗi thẳng cẳng nó sướng hơn á, chứ cần gì bán tiếp khách đi không ế qua tự nhiên nào ông ra cái nó ế sình luôn á. Khách đi mày, khách cho mẹ vô đi. Tiêu nay làm biến bán ế nè, phải không? Nay ra không trúng ngày rồi, tự nhiên chị hai đổ thừa con kỳ quá à. Mễ thì thứ hai không ra, tự nhiên nay không có ai mua luôn á. Tiêu chú thấy con chó nào mà tao nói cái nào cũng vậy không chú, nó sẽ lên xây cái mặt nó luôn á. Nè cô chú coi cái nào nè, đó nọng á, nọng á, ở đâu cũng có nọng á, nè nọng nè. Con với mẹ với Út Tiêu đi gì vậy? Tiêu à?
đuổi việc, mai không có ra nữa, đuổi việc nha. Nó chưa ổ tiêu ra chợ chơi cô chú. Khách hàng nhiều người ta cũng có, nhiều người ta cũng sợ chó, người ta thấy người ta cũng ngại, đâu không biết mua mua. Thôi thôi mai con cho em ở nhà, lâu lâu có cho ra là chơi không. Dài lắm đấy cô chú, tỏ hơi lùn mà. Rồi đi về. Nhân viên mà để cho người ta ẩm. Ờ. Đi ra cũng được ẩm. Từ ẩm lại nó chứ ẩm gì. Đập ngồi xe mà không được. Này con, cái này mình đi ơi. Này là đang nước này con. Muốn được vào thôi, muốn thôi, muốn này đó.